phương đó thời gian vừa qua đã được trên mạng nó được mọi người, bà con cô bác ở gần ở xa đã phót phiếu cho Vé Đá Vũ Đô Phương, cho nên Vé Đá Vũ Đô Phương cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì nếu mà mọi người thương em, mọi người thương em thì mọi người hãy vote cho em hoặc là vote cho bé Sang. Tại vì team Thí Liễu là bị loại hai thành viên rồi. Thì giống như Minh Tú đã nói rồi, giống như là Thu Phương, giống như cục pin vậy đó. Thì nếu mà Thu Phương có cơ hội, có may mắn để quay lại, thì rất là mong mọi người thương yêu và ủng hộ và vote cho em Vũ Thu Phương mã số bình chọn 23 và Châu Kim Sang mã số bình chọn là 21 hả Sang? Mã số bình chọn 21 hả Châu Kim Sang? 21 không? Dạ. Mã số bình chọn 21 không? Mã số bình chọn quay là 12. Mã số bình chọn của Châu Kim Sang là 12. Cho nên rất là mong bà con cô bác mình ở gần cũng như ở xa đó, mình thương mến hai chị em. Thì thương mến thì mình cứ bỏ phiếu để bình chọn cho hai chị em để có cơ hội để mà bước lại đêm chung kết. Tại vì sao bước lại đêm chung kết là mình để thể hiện hết mình, để mình giúp team mình giống như là tỏa sáng. Mình là cục pin mà mình truyền năng lượng cho tất cả các bạn thí sinh. Vui là chính. Cho nên giải thưởng thì nói chung là em giống như là cuộc thi Đại sứ Hoàng Mỹ, chương trình Miss International Win 2020, thì em đến với top 8 là rất là may mắn rồi. Cho nên nếu mà mọi người thương thì mọi người cứ phó cho Vũ Đô Phương và Châu Kim Sang để cho team Minh Tú để đủ 5 thành viên để mà bước chị đêm chung kết. Chủ yếu của em là vui vẻ thôi nha mọi người nha, chứ không có ý định gì mà để đêm chung kết rồi bận nằm dạ hội hay để chặt chém, cái đó là không có. Thì những tình thương của tất cả mọi người thời gian vừa qua mình đã ủng hộ cho team Minh Tú nè. Thì Vé Đá Vũ Đô Phương xin thay mặt Minh Tú, thay mặt các bạn thí sinh cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Cảm ơn bà con cô bác nè, anh chị em mình đã thức khuya thức hôm, mình đã like rồi chia sẻ rồi bình luận nè, rồi tất cả các thứ để mà giúp cho thí sinh của team Minh Tú để trở lại đêm chung kết. Thì em cảm ơn tất cả mọi người luôn, tại vì thời gian này rất là quan trọng luôn. Những lá phiếu, những số điểm của tất cả mọi người là một sứ mệnh cho một cô bé vận mệnh đúng rồi, những thí sinh hồi trong team của Thí Liễu đó. Cho nên rất là mong mọi người thương yêu thì mọi người hãy bỏ chút yêu thương vô, mọi người hãy tình thương dành tình thương cho Sang, hay là dành tình thương cho Phương, hay là dành tình thương cho Tú đó, để giúp cho team Minh Tú đi đủ 5 thành viên. Tại vì sao thiếu một người, giống như là mình một cơ thể mình bị thiếu đi một cái tay một cái chân đó mọi người. Tại vì tụi em lúc nào sung sướng nè, hay là vui buồn khổ sợ, lúc mà nói chung là luôn luôn lúc nào cũng ở cạnh nhau hết, không muốn bất cứ một thí sinh nào mà phải mất hết. Cho nên rất là mong mọi người thương yêu và luôn luôn ủng hộ team Minh Tú nha. Bây giờ là em không biết nói gì hơn, thì câu lưu rinh của em là cá sống thì nhờ nước, còn team Minh Tú là chẳng hạn như là Vé Đá Vũ Đô Phương và Châu Kim Sang quay trở lại đây chung kết hay không là nhờ những số phiếu, những lượt bình chọn của tất cả mọi người. Cho nên mọi người hãy chia sẻ nè, like nè, rồi comment nè, chia sẻ like comment tích cực lên để cho những lá phiếu của Châu Kim Sang hay là những lá phiếu của Châu Thu Phương, Vũ Thu Phương đó, nó tăng tốc hơn nữa để vượt chỉ tiêu số điểm để mà có hai thành viên quay trở lại ngược dòng với team Minh Tú nha. Nếu mà mọi người muốn thấy team Minh Tú xuất hiện đầy đủ trong đêm chung kết, thấy sự tỏa sáng, truyền năng lượng tích cực của chị Vũ Thu Phương cũng như là sự xuất hiện trở lại của Châu Kim Sang cùng với ba bạn thí sinh trong team của Minh Tú, thì hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ dành thời gian cũng như tấm lòng yêu thương có thể bình chọn, vote và share để giúp cho Vũ Thu Phương cũng như là Châu Kim Sang và đặc biệt là team Minh Tú được đoàn kết tỏa sáng trong đêm chung kết của Miss International Queen Việt Nam. Thật sự thì thắng giải thì cũng chỉ có một người thắng thôi, quan trọng là Minh Tú muốn team của Minh Tú có thể các bạn có thể tỏa sáng trong đêm chung kết. Đó là cái điều mà Minh Tú hy vọng nhất và mong chờ nhất. Và cái thứ hai nữa là Minh Tú có một món quà dành tặng cho chị Vũ Phương. Thiệt hả? Thiệt, không phải dành cho chị. Cái này á là dành tặng cho mẹ chị một hộp, dành tặng cho chị một hộp nước yến, trời ơi, chờ hải yến. Trời ơi, tôi yêu công việc hiện tại. Minh Tú tặng cho chị Phương một hộp. Cảm ơn Tú rất là nhiều nha. Không quảng cáo gì đó, mà tại vì là thắng giải đó xong rồi được tặng thì em sẽ chia tặng lại cho chị. Ok, cảm ơn Tú rất là nhiều luôn. Và Vé Đá Vũ Đô Phương xin chúc cho Minh Tú, chúc cho những bạn trong team Minh Tú qua năm mới luôn luôn có sức khỏe nè, và giữ được cái năng lượng tích cực, luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ và mạnh mẽ trong cuộc sống hết. Như câu Minh Tú đã luôn luôn lúc nào cũng không phải chỉ bài, giống như là để truyền đại cho tất cả các bạn thí sinh. Thì cuộc vui mà giống như là mình cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, còn không có cánh cửa khác thì mình đạo riêng cho mình một cánh cửa
Đó chính là một câu mà Thu Phương lúc nào nằm suy nghĩ câu đó quá hay. Tại vì sao? Giống như là khi mà mình đã biết đến nhau rồi đó, nó chính là một cái duyên. Cho nên mất ai mà mình cũng tiếc hết. Cho nên với đấy Vũ Thu Phương bị loại tập bán kết thì rất là buồn luôn. Buồn để vì sao? Buồn để vì không được ở gần team, rồi không được này kia cùng Minh Tú, để mà chị em đoàn kết luôn luôn yêu thương lẫn nhau. Thì mong mọi người thương yêu và luôn luôn ủng hộ cho team Minh Tú và hai thành viên đã bị loại nha mọi người nha. Đó, mọi người hãy like, comment, chia sẻ. Và năm mới, năm cũ bước qua, năm mới bước đến thì Vedette Vũ Thu Phương và Minh Tú gửi lời chúc tốt đẹp với tất cả mọi người, tới những anh chị em, bà con, cô bác mình ở gần cũng như ở xa, hay là ở Canada, ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc, ở trong nước và ngoài nước. Thì chúc cho cả nhà có một năm mới luôn luôn sức khỏe nè, tràn đầy năng lượng nè, phát tài phát lộc nè, tấn tài tấn lộc nè, tấn bình an nha mọi người nha. Và luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ trong cuộc sống nha, nhớ lúc nào cũng phải mỉm cười trên môi, không có gì mình phải buồn hết. Đó, bữa nay mình buồn thì ngày mai mình vui. Đó, mình cứ nghĩ là năng lượng vui, nhưng mà nhớ phải yêu bản thân mình nha. Tại vì sao? Đã đến với cuộc thi chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ thì Vedette Vũ Thu Phương đã được một câu xin của chị Hương Giang nói là phải yêu bản thân mình nhiều hơn. Cho nên Vedette Vũ Thu Phương cũng muốn tất cả mọi người đó phải yêu bản thân mình nhiều hơn nha. Nếu mà mình yêu bản thân tất cả mọi người, những người xung quanh, những người thân trong gia đình hay là những bà con cô bác, thì mình phải yêu bản thân mình nhiều hơn. Tại vì sao? Yêu bản thân mình nhiều hơn để mà có sức khỏe để mà yêu những người xung quanh nha mọi người nha. Và chúc cho Minh Tú càng ngày càng nhiều show hơn nữa và luôn luôn có sức khỏe và tràn đầy năng lượng nha. Và mọi người ơi, thôi gọi lấy chồng bây giờ chưa lấy, từ lấy đi. Bây giờ mời chúc Tú năm nay rồi mọi người ơi. Và bật mí với tất cả mọi người là hôm nay rất là hên, ngày mai ghé nha em. Hôm nay rất là hên luôn. Tại ơi, năm nay rất là hên luôn. Nó nói chung là giống như là một cái duyên vậy đó, một cái duyên Thu Phương với lại Minh Tú, với lại team Minh Tú gắn liền với nhau quá mọi người, giống là chị em trong gia đình vậy đó. Cho nên năm nay là một năm rất là tươi mới rồi đó, nở nụ nở hoa rồi đó. Thì mong là mọi người thương yêu Minh Tú cũng như thương yêu Vedette Vũ Thu Phương và các chị em trong team, thì năm nay Minh Tú được vô hạng đề cử là mỹ nhân của năm. Thì đó, thì một cây làm dẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao, có nghĩa là một người boss. Một người boss thì không có tới đâu hết, nhưng mà 100 người boss, 1000 người boss, 1 triệu người boss thì lớn lao vô cùng luôn. Cho nên mong mọi người thương yêu và luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ Minh Tú, ủng hộ các team nha. Mọi người nhớ chia sẻ, đăng ký điểm rồi like cho Minh Tú nha. Ở hạng mục mỹ nhân của năm nha. Nếu mà Minh Tú thắng giải mỹ nhân của năm thì Vedette Vũ Thu Phương xin tuyên bố sẽ tặng cho Minh Tú một món quà rất là bất ngờ. Bây giờ thắng hay không không quan trọng, nhưng mà quan trọng là phải tặng cho Minh Tú một món quà. Tại vì sao? Minh Tú xứng đáng được nhận quà của Thu Phương và các chị em trong team nha. Nhớ bình chọn nha mọi người nha. Trời ơi, xúc động à. Cảm ơn chị Vũ Thu Phương. Thật ra Minh Tú với chị Vũ Thu Phương là cũng sau cái tập 4 vừa rồi, cái ngày quay hình á, là cũng phát hiện ra là hai người đã từng biết nhau trước đây khi mà còn là học sinh, chơi chung với nhau trong một cái xóm và quen biết nhau qua một người bạn. Và gặp lại chị Vũ Thu Phương ở cuộc thi Đại sứ Hoàng Mỹ năm nay, nói thật đó là một cái duyên. Thật sự mà nói với Minh Tú á, mình cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì được tất cả các bạn chọn chúng vào team của mình. Bởi vì tất cả các bạn có, tất nhiên là ai cũng sẽ có ưu và khuyết điểm, nhưng trong team của Minh Tú tất cả mọi người đều mang được một cái năng lượng tích cực và luôn giúp đỡ lẫn nhau và luôn hòa đồng với nhau. Đó là cái điều mà Minh Tú cảm thấy là rất là may mắn. Tại vì ví dụ mà một thí sinh hoặc là vài thí sinh mà thi mà hay có sự cạnh tranh với nhau, đôi lúc nó sẽ rất là áp lực đối với Minh Tú. Mà năm nay phải nói là rất là vui khi mà được đồng hành cùng với Phương cũng như là tất cả mọi người. Ngoài ra thì đối với Minh Tú á, ai thi cũng muốn giải hết. Tất nhiên là Minh Tú cũng mong muốn thí sinh của Minh Tú sẽ đoạt được cái danh hiệu cao nhất. Nhưng nó không phải là cái chính. Cái chính của Minh Tú là Minh Tú mong muốn rằng là khi mà Minh Tú đồng hành cùng với tất cả các bạn trong team của Minh Tú trong cuộc thi Đại sứ Hoàng Mỹ, thì Minh Tú muốn gần gũi với các bạn hơn, giúp khán giả, mang các bạn đến gần với khán giả hơn, để khán giả có thể nhìn thấy được mỗi người trong cộng đồng LGBT cũng sẽ có những cái cuộc sống riêng và những cái khó khăn riêng, và họ cũng rất là cố gắng để vượt lên chính mình của họ. Và cũng nhân dịp năm mới, Minh Tú xin kính chúc tất cả các bạn khán giả đang xem YouTube của chị Vũ Thu Phương cũng như là YouTube của Minh Tú có một năm mới an khang thịnh vượng. Một năm vừa qua thì nó đã xảy ra rất là nhiều vấn đề, nhưng mà chúng ta hãy nghĩ đến những cái điều
tích cực. Ví dụ như là chúng ta đã được ở Việt Nam nè, một cái nơi mà khá là an toàn trong cái việc mà kiểm soát dịch. May mắn vì Minh Tú đã được trở về nhà, và không quên gửi lời chúc đến những bạn người Việt vẫn đang kẹt ở nước ngoài sẽ có một tinh thần lạc quan hơn, sức khỏe tốt hơn và sớm mau về nhà nhé. Bye bye. Và bây giờ thì với Đế Vũ Đô Phương với lại Minh Tú, bye bye tất cả mọi người nha. Và chúc cho cả nhà yêu có một buổi tối ngủ thật là ngon nha. Và nhớ phó cho Minh Tú nha. Si nhận mỹ nha, nhân, si hận ha lão mỹ nhân của năm nha mọi người. Chảnh gì si thì sao máy gia hạ thì ha, tụi em bấm quẻ đó nha mọi người nha. Bye bye cả nhà yêu.